Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nilofex. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Nilofex cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Pirei Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Dung dịch tiêm Công dụng Điều trị triệu chứng chóng mặt Ở người cao tuổi, điều trị suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung hoặc thiếu tỉnh táo, thay đổi khí sắc, rối loạn hành vi, sa sút trí tuệ do nhồi máu não nhiều ổ đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính. Điều trị nghiện rượu. Điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm. Hỗ trợ điều trị chứng khó đọc ở trẻ em. Hỗ trợ điều trị giật dung cơ. Cách dùng, thuốc được dùng tiêm bắp, tiêm truyền tĩnh mạch hoặc uống. Nên dùng thuốc uống nếu người bệnh uống được. Cũng có thể dùng thuốc tiêm để uống nếu như phải ngừng dùng dạng tiêm. Liều dùng. Liều thông thường, Dùng 30 đến 160 mg 1 kg mỗi ngày, chia đều ngày 2 lần hoặc 3 đến 4 lần. Các trường hợp nặng có thể tăng liều lên 12 g mỗi ngày và dùng theo đường truyền tĩnh mạch. Sử dụng dài ngày với các hội chứng tâm thần thực thể ở người lớn tuổi, ngày dùng 1,2 đến 2,4 g. Liều dùng tối đa ngày 4,8 g trong những tuần đầu. Cai nghiện rượu, ngày dùng 12 g trong thời gian đầu. Liều duy trì, uống ngày 2,4 g điều trị suy giảm nhận thức sau chấn thương não, liều ban đầu dùng ngày 9 đến 12 g, liều duy trì dùng 2,4 g thuốc, sử dụng thuốc ít nhất trong 3 tuần. Thiếu máu hồng cầu liềm, 160 mg trên 1 kg mỗi ngày, chia đều làm 4 lần. Điều trị giật dung cơ, Pyrostam được dùng với liều 7,2 g, chia làm 2 đến 3 lần. Tùy vào thích ứng của từng người, cứ 3 đến 4 ngày một lần, tăng thêm 4,8 g mỗi ngày cho tới liều tối đa là ngày 20 g chống chỉ định. Người mẫn cảm với thành phần của thuốc. Bệnh nhân suy gan suy thận nặng. Người mắc bệnh Huntington. Lưu ý khi sử dụng. Vì Pirastam được thải qua thận nên nửa đời thuốc tăng lên liên quan trực tiếp với mức độ suy thận. Cần rất thận trọng khi dùng thuốc cho người bệnh bị suy thận. Cần theo dõi chức năng thận ở những người bệnh này và người bệnh cao tuổi. Phụ nữ có thai, Pirastam có thể qua nhau thai. Không nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai. Phụ nữ đang cho con bú, không nên dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Thuốc có thể gây mệt mỏi, mất ngủ, choáng váng, vì vậy cần thận trọng khi dùng cho người lái xe và người vận hành máy móc. Tác dụng phụ. Mệt mỏi, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau bụng, chướng bụng, bồn chồn, dễ kích động, nhức đầu, mất ngủ, ngủ gà. Nhà sản xuất Famex GSC, Ukraine Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Nilofax, đồng thời biết cách sử dụng Nilofax sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham